Xin chào quý anh chị và các bạn nhé. Ngày hôm nay thì tôi sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu qua cái mẫu SUV cỡ lớn Mazda CX-5, một trong những mẫu xe bán chạy nhất trên thị trường Việt Nam ở phân khúc C-SUV, được phân phối và lắp ráp trực tiếp tại Việt Nam nhé. Đây là một trong những mẫu xe phải nói là với thiết kế cực kỳ ấn tượng và rất là đẹp từ trong ra ngoài. Đấy, như các bạn đã nhìn thấy đây này, ngoại thất thì quá là chỉn chu luôn, một trong mẫu SUV rất là đẹp, với cái form dáng, với những góc cạnh vuốt trên không khác gì trên những dòng xe sang. Thì ngày hôm nay đây tôi thì sẽ giới thiệu với các bạn với chương trình trong tháng 2 này, với một ưu đãi cực kỳ lớn chưa từng có trong lịch sử của chiếc Mazda CX-5 này. Hiện tại mẫu Mazda CX-5 này đang được phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản: Deluxe, Luxury và Premium. Chương trình trong tháng này các bạn có tin được không? Đang được hỗ trợ 100% thuế trước bạ nhé. Các bạn không nghe nhầm đâu, 100% thuế trước bạ. Và hiện giờ chiếc xe đang được phân phối với cái chương trình hỗ trợ đấy chỉ hơn 700 một chút thôi. Đấy. Và thời điểm hiện tại này, ngoài ra cùng với cả được hưởng thuế trước bạ thì các bạn sẽ được tặng thêm gói phụ kiện lên tới 40 triệu. Hai cái option nhé các bạn nhé. Một là giảm 100% thuế trước bạ, và thứ hai là được hỗ trợ gói phụ kiện lên tới 40 triệu. Thành ra bây giờ chiếc xe lăn bánh chỉ có hơn 858 triệu, bao gồm đầy đủ các thủ tục thuế phí, đăng ký bảo hiểm, ép biển. Đó. Chúng ta đang đi qua dọc thân ngang của xe. Xe thì được một trong những là mẫu xe với cái khoảng sáng gầm xe cực kỳ lớn, lên tới là 20cm luôn. Và được trang bị với bộ la răng 19 inch trên toàn bộ các phiên bản đa chấu. Và được trang bị ở đây, các bạn đi qua về đằng trước một chút nhé, được trang bị mặt ca lăng 3D theo hình ánh sao, trông rất là hầm hố và hiện đại. Cảm biến xung quanh xe, toàn bộ xe luôn. Đây mọi người có thể nhìn thấy. Và điểm giá trị nhất của chiếc Mazda CX-5 đó chính là hệ thống đèn D-LED với công nghệ tự động liếc và cân bằng góc chiếu. Thì quý anh chị quan tâm với mẫu SUV cỡ lớn của nhà Mazda này thì hãy liên hệ với mình để biết được thêm chi tiết về giá cũng như là ưu đãi của những phụ kiện nhé. Thì mình đảm bảo là sẽ có những cái chương trình ưu đãi tốt nhất cho mọi người, cũng như là các cái gói phụ kiện tốt nhất để làm sao mà mọi người có thể nhận được chiếc xe với cả một mức giá mong muốn. Thì đây, mình đi qua một chút về ngoại thất rồi thì cùng đi vào một chút nội thất nhé. Đây, chúng ta đi vào khoang nội thất của xe nhé. Phải nói là một chiếc xe với thiết kế cực kỳ sang trọng. Toàn bộ các chi tiết đều được bọc da và mạ chrome, vân gỗ. Đó, thì để biết chi tiết thì mọi người hãy liên hệ với mình nhé. Xin cảm ơn tất cả bạn nhé.